Xin chào các bạn. Thì ngày hôm nay mình rất là rảnh và không biết làm gì, thì bây giờ mình sẽ review về chiếc máy tính. Đó, bây giờ nếu mà chúng ta chia một số nào đó cho một số nào đó mà chúng ta không biết dư bao nhiêu và kết quả và cái phần chia là bao nhiêu á, ý là ví dụ giờ chúng ta thử 56 mà chia cho 3 nha. Đó. Thì nó sẽ bằng không? Nó sẽ bằng một cái phân số. Đó, và bằng một cái số này nè, 18.666 này nè. Đó, chúng ta cái phần dư này nè, chúng ta sẽ không biết là đấy. Đây, giờ mình thử bấm 56 này. Giờ chúng ta muốn biết phần dư và phần nguyên của nó bao nhiêu thì chúng ta sẽ bấm alpha và thấy không? Dấu chia r này nè, đây nè. Đó, bấm nút này và bấm cho số 3 là sẽ bằng. Đó. Là chúng ta sẽ được 18 và chúng ta dư 2. Các bạn hiểu chưa nào? Ví dụ nha, ví dụ giờ mình thử số 100 nha, mà mình chia cho 3 này, 2.r3 này. Alpha r này. Đó. Sẽ bằng đó, bằng 33 và chúng ta sẽ dư cho 1, thấy không? Đó. Và bây giờ thì mình sẽ review thêm cái gì nữa ta? Cách tìm x đi nha. Cách tìm x, ví dụ giờ chúng ta sẽ có 5x. Đó, 5x mà trừ cho 3 bằng bao nhiêu ta? Cho đại bằng 5 đi. Đó, 5x trừ cho 3 mà bằng 5. Giờ chúng ta sẽ tìm x, có nhiều bạn lại tìm x lại sai. Nếu mà muốn đúng hơn thì chúng ta sẽ bấm shift nè. Shift và bấm khôn đây nè. Đó, sẽ bằng, dấu bằng một cái. Đó, sẽ là 1.6. Đáp án của chúng ta là 1.6. Không, phần hôm nay thì mình review và mình hơi nói nhạc một chút xíu nha. Nhưng mà đây là những kỹ thuật về Casio rất là đúng. Bây giờ thì mình ví dụ giờ chúng ta là chúng ta bấm á, lộn xộn rồi đi. Đó, bấm lộn xộn này nè. Đó, giờ đó, giờ chúng ta không đâu vậy, tìm cách nào để lộn xộn coi. Đó, là chúng giờ là chúng ta bấm này rồi, giờ chúng ta bấm này, đó, nó cũng không về màn hình như ban đầu. Rồi giờ chúng ta bấm on, nó cũng không ra, mình tắt đi, mình mở lại, đó, nó cũng vẫn là màn hình bình thường, à, vẫn là màn hình này, không về được cái màn hình ban đầu. Giờ chúng ta xử lý sao? Mình có một cách mà không cần ra tiệm nha, đó là bấm shift 93 bằng đó, thấy không? Nhớ nha, shift 93 bằng. Rồi, thì giờ mình cũng không biết review gì thêm về cái máy tính nữa, thì mình sẽ suy nghĩ thêm và cảm ơn các bạn để theo dõi nha. Bye bye.